bạn xem nè, da của dạ chị mới sử dụng có 10 phút thôi mà nó đã bật tông lên rõ rệt như thế này rồi. Đó, đây dạ sẽ so sánh hai cái bàn tay cho cả nhà xem. Một bên là dạ đã sử dụng và một bên dạ không sử dụng. Đó. Lâm Vy Dạ xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì Lâm Vy Dạ xin chia sẻ cho tất cả mọi người biết đến một cái bộ sản phẩm dưỡng trắng da chuyên sâu. Và đây là một sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên. Và đặc biệt là tất cả những cái thành phần, cái nguyên liệu này đều nhập khẩu 100% bên Hàn Quốc về. Và đây là một bộ sản phẩm được rất nhiều kênh truyền hình đưa tin. Đó là kênh Hà Nội 1 nè và kênh Bình Dương. Ngoài ra thì sản phẩm được chứng nhận và được khẳng định của Bộ Y tế là hàng chất lượng cao, hàng tốt và không gây nguy hại gì cho người sử dụng. Ngoài ra thì bộ sản phẩm này cũng đã từng được rất là nhiều diễn viên, ca sĩ, người mẫu đã sử dụng qua và tin dùng. Và bây giờ thì dạ xin phép được test thử cái sản phẩm này cho cả nhà xem nhé. Và cái bước đầu tiên khi mà chúng ta sử dụng cái bộ sản phẩm này đó chính là kem ủ trắng da chuyên sâu từ than hoạt tính. Đó, và bây giờ thì dạ sẽ test thử cho cả nhà xem nha. Đầu tiên thì dạ sẽ lấy một ít ở đây ra để lên trên lòng bàn tay như thế này. Đó, một lượng vừa đủ thôi. Đó, tay ốm thì lấy ít, tay mập thì lấy nhiều. Đó, tay dạ cũng vừa vừa nên dạ lấy vừa vừa. Thì sau đó mình sẽ thoa lên da như thế này. Đó. Nếu mà chúng ta sử dụng thì chúng ta thoa đều lên cơ thể và những vùng nào chúng ta muốn làm trắng. Còn cái này dạ chị test thử cho mọi người xem thôi, nên dạ chị thoa cái phần nào cần thoa thôi nha. Đó. Đây. Đó. Thoa lên như thế này, thoa đều. Massage nhẹ nhàng lên da. Đó. Cho cái kem ủ trắng này nó thấm vào da và nó làm trắng da. Thì cả nhà xem đây, đây là than hoạt tính cho nên nó có một cái màu nâu nâu đen đen của than. Và đặc biệt là cái mùi của nó rất là thơm và rất là dễ chịu nhé. Đây, đã. Đã. Dạ. Thì sau khi mà mình thoa cái kem ủ trắng than hoạt tính này lên da thì mình phải đợi một chút xíu, khoảng tối đa là 30 phút để cho cái kem này nó phát huy hết cái công dụng của nó. Đó, kem ủ kích trắng da chuyên sâu này á, thì nó trắng ngay khi mà lần đầu tiên chúng ta sử dụng. Và kể cả những làn da ngâm nè, những làn da gọi là chai lì, những làn da nám sạm vẫn có thể sử dụng được. Và nó giúp chúng ta ngăn ngừa lão hóa, giúp trẻ hóa da, chống oxy hóa và nuôi dưỡng làn da, tái tạo làn da lúc nào cũng căng mịn và trẻ mãi không già đó. Và an toàn cho da, không gây kích ứng nè, và không gây vàng da như những cái loại ủ trắng khác. Ngoài ra thì nó có một cái điều rất là thích khi mà sử dụng là không hề bắt nắng nhé. Cho nên là nhiều khi là cái công việc của dạ phải đi quay ngoài trời nhiều, nhưng mà dạ vẫn yên tâm khi sử dụng bộ sản phẩm này. Đó, thì bây giờ dạ sẽ cho nó một cái thời gian khoảng 10 phút đi, rồi dạ sẽ rửa lại cho cả nhà xem. Cái bộ sản phẩm này gồm có 4 bước: sữa tắm trắng da nè, và ủ kích trắng da. Ngoài ra thì còn có dưỡng trắng da ban ngày và dưỡng trắng da ban đêm. Thì với cái bộ sản phẩm này á, khi mà chúng ta mua lẻ thì nó có giá là 490.000 cho một chai như thế này. Nhưng mà nếu mà mua một cái combo chọn như thế này thì với giá là 1.470.000 thôi. Đó. Và ngoài ra chúng ta được tặng ngay một cái sữa tắm trắng da, sau đó thì được tặng liền một cái voucher mua hàng 100.000 và được free ship toàn quốc luôn. Đó, và bây giờ thì dạ sẽ rửa cái này. Đó, rửa cái này nha. Đây, dạ làm liền luôn. Và cả nhà nhớ nha, khi mà mình mua cái sản phẩm này riêng lẻ đó thì giá của nó sẽ là 490.000 cho một chai. Nhưng mà nếu mua trọn một cái combo á thì sẽ có giá là 1.470.000, và ngoài ra thì được tặng ngay một cái sữa tắm trắng da, và nó còn tặng thêm một cái voucher mua hàng 100.000.
đó, và free ship toàn quốc luôn cho tất cả mọi người đó. Bây giờ Dạ sẽ rửa cái kem ủ kích trắng da này cho cả nhà xem nó bật tông như thế nào nhé. Và đây là sản phẩm được Sở Y tế cấp giấy chứng nhận. Cho nên khi mà chúng ta sử dụng cái bộ sản phẩm này, nếu như mà bạn nào phát hiện ra ở trong cái sản phẩm này có những cái thành phần nào gây hư hại cho da, thì sẽ được công ty bồi thường thiệt hại cho các bạn 100 triệu đồng. Và nếu như mà bạn nào sử dụng cái bộ sản phẩm này mà không trắng da thì sẽ được đền lại tiền luôn. Đó. Rồi Dạ sẽ lau khô lại. Đây. Rồi, cả nhà xem nè. Da của Dạ chỉ mới sử dụng có 10 phút thôi mà nó đã bật tông lên rõ rệt như thế này rồi. Đó, đây Dạ sẽ so sánh hai cái bàn tay cho cả nhà xem. Một bên là Dạ đã sử dụng và một bên Dạ không sử dụng. Đó, thấy rõ ràng chưa? Thấy chưa? Nó trắng lên rất là rõ luôn. Và sau khi mà chúng ta sử dụng cái ủ kích trắng da này thì tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái lotion. Nếu như ban ngày thì mình sẽ xài ban ngày, còn ban đêm thì mình xài ban đêm. Đó, và bây giờ là đêm cho nên Dạ sẽ sử dụng cái này cho cả nhà xem. Mình sẽ lấy ra một cái lượng vừa đủ. Rồi, và thoa đều lên tay như thế này. Đó, và đặc biệt là ở cái bộ sản phẩm này Dạ rất là thích ở chỗ là nó có mùi rất là thơm và rất là dễ chịu. Đó, ngoài trắng da ra thì nó còn có thể giúp chúng ta quyến rũ được người yêu, quyến rũ được ông xã, bởi vì hương thơm rất là thơm tho. Đó. Này. Đó, và khi mà sử dụng cái sản phẩm kem dưỡng trắng da ban đêm này thì chúng ta sẽ có cảm giác rất là dễ chịu thoải mái, bởi vì nó không gây bớt dính. Rồi, xong. Như vậy là xong, rất đơn giản. Đó, chỉ cần qua vài bước rất đơn giản thôi mà chúng ta đã có được một làn da trắng hồng như ý muốn. Đây, bật tông lên rất là rõ rệt trước và sau khi sử dụng. Đó. Và Dạ xin nhắc lại một lần nữa là nếu mà chúng ta mua riêng lẻ thì giá của nó sẽ là 490.000 cho một chai. Còn nếu mà mua trọn một bộ combo này thì nó sẽ có giá là 1.470.000. Ngoài ra được tặng thêm một chai sữa tắm trắng nữa, và tặng liền ngay một voucher mua hàng trị giá 100.000 và được free ship toàn quốc luôn. Nếu như bạn nào muốn có một cái làn da trắng hồng đẹp không tì vết như Dạ thì hãy nhanh tay comment ngay cái số điện thoại của mình, và các bạn tư vấn viên sẽ liên hệ trực tiếp đến các bạn và tư vấn và ship hàng tận tay cho các bạn. Có một làn da trắng đẹp không tì vết như Dạ thì hãy mua ngay cái bộ sản phẩm của Skin IC này sử dụng nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nãy giờ đã lắng nghe những chia sẻ của Dạ. Chúc các bạn khi mà sử dụng cái sản phẩm của Skin IC sẽ có được một làn da trắng đẹp không tì vết. Xin chào.